Hai cho anh em vào chị ở lớp mình là từ anh chị tặng. Đây là video bán tập số 3 của mình với người ác server số 16 VIP 6 dành cho các anh em. Đội hình này là đội hình mình nghĩ rằng hiếm hoi các anh em có thể mua được hiện tại với giá ngon bổ rẻ như thế, mà lại có một cái võ sĩ mình nghĩ rằng vô cùng quan trọng cho thời điểm hiện tại, đó là võ sĩ Saber. Mỗi server thì có chỉ có khoảng độ 7 người đến 8 người là có võ sĩ Saber, võ sĩ Saber. Tại sao thì sao nó lại hiếm đến như vậy và mình lại nói là nó lại có một cái tức là một cái giá thấp như vậy mà nó lại có thể, tức là mình đang rất là đề cao con Saber này đúng không? Lý do là cái meta hiện nay và mình tin rằng trong tương lai đó đấy, thì cái meta tứ linh hay tứ hồn này nó có một cái quãng thời gian rất là dài đấy, khi mà meta sáng thế nó ra mắt mà hiện nay thì cũng chưa có một cái võ sĩ nào và chưa ai biết thông tin là có võ sĩ nào là có cái bộ kỹ năng của cái team sáng thế. Đấy là một cái team, một cái meta mà nó mạnh ngang bằng với team tứ chấn hay là tứ hồn của Saber để nó xuất hiện, tức là không có thông tin gì về nó các bạn ạ. Cho nên Saber là sẽ là cái hạt nhân của đội hình, hạt nhân của đội hình mà gần như là chắc chắn là bạn muốn trụ trong Saber này có. Nên cho nên là các bạn thấy cái cuộc đua sau Saber vừa rồi nó khác hẳn với cuộc đua Karate, đó là tốn rất nhiều kim cương mới có thể lấy được nó đúng không? Ở đây chủ ác mình nói luôn là phải khô máu nó, thì khô máu vào Saber thì mới lấy được Saber đấy các bạn ạ, không phải dễ đâu. Mình xem lại là mỗi server có ít hơn 10 người có được Saber nha. Đấy. Chủ ác thì vì công việc quá bận rộn nên thành ra là không thể chăm ác được, cho nên là nhắn mình bán đi, thực ra rất là tiếc. Chứ có Saber vào rồi thật sự chắc chắn là thứ hạng của bạn chỉ có tăng vù thôi, chỉ có tăng thôi, up lên và tăng thôi. Còn thời điểm hiện tại thì server S16 này thì nó vẫn còn phải nói là mới hơn rất là nhiều so với server của mình. Đấy, mới hơn rất là nhiều, server mình là server 12 mà đây là server 16. Đấy, cho nên nó mới hơn server mình nhiều nên thành ra là vẫn còn cần rất nhiều thời gian để nâng cấp xây dựng sức mạnh đội hình. Đối hiện tại thì các bạn có thể check rồi đúng không, có hai võ sĩ, ba võ sĩ mình nghĩ rằng hết sức là đáng phải lưu ý. Đấy, đó là một là Saber con ngon nhất rồi đúng không, không cần nói gì quá nhiều về con này, ai mà có con này chắc chắn auto lao vào top 50, cứ up lên là lao vào đúng không. Đấy, thứ hai là con Goku. Đấy, con Goku này thì mình có chia sẻ là nó khác với Dante và Kito ở điểm đó là con Goku này thì nó có cái nội tại, cái chí mạng tới ngay từ nội tại, tức là không làm gì nó cũng có chí mạng. Mình thích dùng con này hơn là cái con Dante với cả con Kirito vì nó tới từ nội tại. Khi thức tỉnh vũ khí của con Goku này thì cái bộ kỹ năng này của nó còn kinh khủng hơn nữa. Mãi sau này nó ra được cái meta là meta sáng thế như mình nói ấy. Đấy, thì cái con Goku này mới bắt đầu gọi là yếu yếu đi một tí, chứ còn đâu mà cái thời điểm đấy mình xin nhắc lại là chưa đến bao giờ nha, có thể nó mình nghĩ là khoảng độ nửa năm nữa may ra nó mới ra. Đấy, cho nên là các anh em yên chí với đội hình này, chiến up to lên là chắc chắn là sẽ có thể gọi là tranh bá cùng chiến ạ. Đấy, còn những võ sĩ còn lại thì tùy biến các anh em để thay đổi thôi. Đấy, Ram thì lên đi cùng với Ram và Magic. Uruma này là cái con võ sĩ vệ mình nghĩ là chỉ thua mỗi từ chân S thôi, thua mỗi Yoshino về Kare thôi, nó cực kỳ tuyệt vời. Lancer này thì nó cũng được hưởng lợi chí mạng từ Goku, các bạn có thể dùng cũng được mà thay thế bằng những cái võ sĩ tấn công thủ khác cũng được. Đấy, sau này tích kim cương trên Kurumi cũng được đúng không. Đấy, Sakura này mình nhớ không nhầm là nó sẽ búp được sát thương cho Goku và cho Saber đúng không, chính xác như vậy các bạn ạ. Đấy, tăng sát thương cho các võ sĩ đấy lên tới sấp xỉ 30%. Đấy, quá ổn đúng không các bạn, quá ổn. Đây cũng chính là một trong những hạt nhân của đội hình các bạn ạ, hạt nhân của đội hình. Đấy, chắc chắn khi các bạn đánh càng cao lên thì thực lực của ác càng ghê gớm. Chú ác không online một ngày và hiện tại thì đang là top 4x, có chiến báo đây mấy ông đánh mà không được đúng không. Ok, toàn bộ thông tin ác ở nhà check xong, một ác tứ chấn giá chỉ là 400k, bạn nào ngoài thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đấy, thì chúc mừng các anh em nào xúc được cái ác, mình nghĩ rằng hết sức là có tiềm năng như này. Đấy, đây là video bán ác tập số 3. Bạn nào ngoài thì liên hệ với mình theo Facebook hoặc là Zalo hoặc là số điện thoại, theo cái số điện thoại đấy các bạn chỉ cần gõ số điện thoại nó có thể tìm ra được mình đúng không. Đấy, mặt của từ lúa 98. Đây là video bán ác tập số 3.